Đây là một thế giới mình tạo ngẫu nhiên các bạn. Mới vào game là nó cho mình một cái thế giới này luôn. Và mình sẽ chơi cái thế giới này ngày hôm nay. Tập hôm nay có gì đặc biệt? Thì tí nữa chúng ta sẽ biết nha. Rồi, trước mắt thì mình sẽ cho những cái tộc xuống. Mấy thằng này xa xa ra đi. Đây họ nó quýnh lộn ghê lắm. Cái thằng người lùng này mình nghi nó chịu không nổi với cái thằng ọt kìa. Các bạn có thấy gì lạ lạ ở đây không? Ở đây nè. Nó hiện lên cái này các bạn. Đây là mob. Và mình đã học được cách cài mob. Và mình sẽ làm cho các bạn một cái video hướng dẫn nơi tải mod cũng như là cài đặt mod như thế nào. Tất nhiên là mình chỉ hướng dẫn cho các bạn nào đã mua game trên Steam nha các bạn, mua game bản quyền nha. Còn các bạn nào mà chưa có mua game á thì mình khuyến khích là nên mua đi, vì game này hay lắm. Quên, mình phải cho nó thời gian nó nhanh nhanh lên tí chứ, để cho nó xây thật là nhiều nhà, nó xây càng nhiều nhà càng tốt các bạn. Và mình sẽ cho nó hòa bình anh em ạ. À. Không cho đánh nhau đâu, chưa tới lúc đâu các bạn. Giờ mình sẽ lật thế giới. Ok. Không có cuộc nổi loạn nào hết nha. Chiếm biên giới. Có cho chiếm biên giới không? Không cho nó chiếm biên giới luôn. Rồi, rồi. Tí nữa thì mình sẽ cho nó hòa bình các bạn. Không cho đánh nhau đâu. Ở đâu ta? Quên sự nữa rồi. Có những cái mà mình không nhớ. Đây 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 đây. Tình bạn các bạn. Mối quan hệ. Ok, những cái thằng màu xanh là coi như là nó ông hòa các bạn. Tí hồi nó chuyển sang màu đỏ rồi mới ghê. À, tình bạn đi ha. Cho tụi nó giao giao hữu giao hòa đi, đừng cho quýnh lộn. Tập này thì không, mình không có nghiêng về đánh nhau trong cái tập này các bạn. Tập này thì mình chỉ nghiêng về xây dựng thôi. Mình sẽ cho nó xây dựng hết luôn. Bởi vậy mình đang để cho nó full tốc độ các bạn. Ít năm. Và mình sẽ theo dõi nha. Mặc dù mình đã tắt rồi á nhưng mà mình vẫn phải theo dõi các bạn. Không nên khinh suất được. Cái lũ này mà nó quýnh đánh nhau thì thôi luôn á, không sao mà đỡ được. Rồi ở đây kiểu như đây là một cái map mà mình tạo ngẫu nhiên các bạn, không có điều chỉnh, không có điều chỉnh bất kỳ thứ gì đó. Ok, cái này giống như là một cái bản update gì đó hả? Thôi, không, không không quan trọng, nó hiện lên thì các bạn bấm vô X đây là tắt thôi và mình tiếp tục chơi game thôi. Ok, mấy thằng ọt này thì nó xây được cái ao này các bạn, nó xây được cái hồ nè. Tụi nó xây. Ủa thằng này sao, ủa thằng này sao tiêu tiêu tùng rồi, thằng này là người nè, thằng này là ọt, thằng này là ép. Ủa sao thằng ép này chết mẹ rồi, ôi giời, nó bị cái gì giết vậy? Để coi coi, cho nó gây dựng lại cái đế chế của nó. Rồi. Cho nó nhiều, cho nó cỡ dân số cỡ tầm 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 cái tụi này này, cho nó cân bằng các bạn. Thì mấy thằng đi cho nó cân bằng với bên kia các bạn. Đám này cũng bốn mấy hết rồi. Đó. Hồi nãy giờ mình đâu có cho đánh nhau đâu mà tự nhiên cái nó giết nha, cái đám này cái nó tiêu tùng hết rồi. Mình đã cài vào đây một cái mob, đó là công trình mà kiểu như là nó sẽ phát triển tới một cái công trình hiện đại các bạn. Nó không kiểu như là những cái nhà như vậy đó đâu. Đó là lý do mà ở tập này á, mình sẽ không cho đánh lộn. Lâu lâu á mình phải theo dõi cái mối quan hệ của tụi nó nha.
tụi nó vẫn còn màu xanh là ok á, mà tụi nó có đánh lộn á thì mình can thiệp liền. Mình rải cái này nè các bạn, mình rải cái tình bạn này nè, mình rải cái này nè, nó đừng đánh nhau. Mình lấy cái này là tới chuyện luôn các bạn, mấy cái vương quốc là bắt đầu chiến tranh á. Rồi tắt cái này đi. Ủa cái thằng này sao nhìn. Ê cái đó sai sai, cái đó sai sai, mình cho nó không đánh nhau mà đúng không, hay là cái đó mình can thiệp không được. Đó rồi cho nó giao hữu lại các bạn. Rồi cái nó hồi nó rút quân về à, kiểu như là nó lấn cái nó lấn cái biên giới luôn á. Mấy này ghê quá, không để ý chút rồi kéo lên thằng này là thằng này chết ngay. Coi nào, quân đội của nó đâu có gì đâu, mà các bạn xem thằng này nè, mẹ ơi quân đội của nó cầm liềm cầm này này này, quân đội của nó nè, nó không có nhiều các bạn. Nó không có nhiều đâu. Này hai vua. Hình như là mình có tạo cái power box các bạn. Training box, fishing box, train box box. Thôi, tốt nhất là đừng có tạo cái train box box này nha các bạn. Changing color hả? Cái này mở rộng biên giới. Cái này làm sao ta? Reduce cái này mở rộng nè. Rồi sàn sao? Cái này là mob của nó các bạn. Epen Royal Border. Move it to Epen. À hiểu rồi, hiểu rồi. Kéo rồi thôi anh em, kéo rồi thôi. Rồi mình kéo lên đây được không? À, không nha, nó không cho mở rộng cái biên giới nha các bạn. Tại vì đây là biên giới của thằng khác này. Rồi, fishing boat. Chúng ta có thể tạo tàu. Nhưng mà sao nó không cho mình tạo ha? Only in kingdom border. Nó chỉ được tạo được trong cái ở à, đây 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 có rồi nè. À nó chỉ tạo được trong cái phạm vi vương quốc thôi các bạn. Ở đây như nước cạn quá. Ở đây thì mình tạo được nè. Ở đây tạo được không? Không có chỗ tạo được, có chỗ không các bạn. Ừ. Có chỗ tạo được, có chỗ không. Thằng này thì đây mình tạo được tàu trao đổi nè. Tàu này là tàu trao đổi. Và mình có thể tạo tàu các bạn. Thằng này thì chưa có cảng đâu. Thằng này thì chưa, nó chưa có cảng các bạn. Đây thì mình tạo không được. Lại nhè, lại nhè. À đây đây đây. Khúc khúc trên này thì mình tạo được. Chắc cũng tùy map các bạn. Cái này á, mình cho nó power law nè. Cái thằng này á, cái mob thằng này nó có power law riêng các bạn. À, cho nó update building nè. Bắn xuyên qua núi nè. Reroduction hôm này mình không hiểu. Will not abandon reroduction damn sale. À cái này kiểu như là sanh sanh đẻ các bạn. Kiểu như là nó sẽ sanh đẻ. Nó nói gì chứ mình chẳng hiểu đâu. Ừ nó có add item nữa các bạn. Để mình coi coi. Weapon. Quầy. Quầy. Trời ơi, coi nè. Kiếm của sự kinh hoàng. Không không. Mình xếp vô coi. Quầy, mình có thể ban cho thằng này. Bùi ôi, nó cầm kiếm lửa luôn các anh em. Cái quái gì vậy? Ồ, mình có thể edit item cho nó nè các bạn. Mình có thể edit armor cho nó nè. Này là giáp, giáp, giáp cuối rồi. Giáp cuối rồi các bạn. Nhưng mà nó không có kiểu như là giáp reflect gì đây. Weapon. Nó sẽ tăng, nó sẽ giảm một số thứ.
Thôi nhưng mà không sao, không sao các bạn, cứ để đó đi. Được, được, được. Nó sẽ giảm các bạn, mấy cái này, mấy cái giáp này bận vô nó sẽ giảm một cái số thứ. Nhưng mà à, các bạn nhìn cái kiếm này ghê không? Đó lè. Ừ, bây giờ mà cho nó quý lộn thì tới chị, tới chị. À, đổi màu hả? Mình không biết đổi màu ra, cái này là Chan Gin đổi cái đổi màu vương quốc nè. Đổi được không? À, đây 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 đây, đổi nè các bạn. Mình có thể đổi màu vương quốc nè. Nó có một số tùy chỉnh. Rồi, được rồi. Cho nó màu nào để màu đó đi các bạn. Ôi ôi nhìn kìa. À, đám này là đám lính của trên này nha, chứ không phải đám lính gì đâu. Nó mà khùng lên nó hùa. Ấy, sao nó quăng kiếm ở đây vậy? À, không có, không có các bạn. À ôi, nhìn nè. Ai trưởng thì chứ. Chỉ 80 năm trước. Nó lên theo năm của cái thế giới này các bạn. Rồi, mình thoát khỏi cái mốc này đi các bạn. Các bạn an tâm, mình sẽ ra cái clip hướng dẫn cho các bạn cài mod nhanh nhất có thể. Ôi, ơi nó đổi màu nè. Con này ra màu tím luôn nè. Cái thằng này mình muốn nó ra cái màu khác. Rồi. Ồ, nó phải nó có từ từ các bạn. Đó. À, ọt. Ồ, ọt cái màu gớm vậy trời. À, tím tím. Xanh thì giống thằng S quá. Thôi màu này đi các bạn, cho nó màu nhợt nhạt tí đi. Bình thường thì ọt thì nó sẽ màu 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 vàng. À, hung dữ lắm. Ọt màu vàng tụi nó hung dữ khủng khiếp. Nhưng mà trước sau gì cái máy này cũng bị mình tiêu diệt hết rồi à. Khỏi lo, khỏi lo, khỏi lo. Mình nhờ mình để ý nha, mình tạo bất kỳ những cái vương quốc nào á thì nó vẫn sẽ có cái này. Vẫn sẽ có một cái hồ dung nham. Cái này á thì nó sẽ giống như một cái núi lửa ngay giữa thôi. Những cái này là những cái magma mà nó xôn phun ra xung quanh, nó đụng nước á, nó thành một cái hồ. Oi 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 oi. Mẹ mẹ, tới một chuyện, tới một chuyện. Đánh nhau rồi. Nhau rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Qua bên đi anh em ơi. Qua bên đi các bạn. Đâu rồi? Ở đây, qua bên đi, qua bên đi. Qua bên đi. Qua bên đi, qua bên đi, qua bên đi mà. À, chứ mấy thằng này mày à. Các bạn thấy chưa gì mà nó chặt cái đây một lỗ rồi nè. Này sung lắm các bạn. Mẹ người lùn nè. Không có gì hết đó, mà hăng lắm, hăng máu lắm. Ừ. Mày thấy đầu, mày thấy hàng của tụi nó chưa? Nè. Nè. Cái kiếm này là kiếm huyền thoại các bạn, chứ không phải kiếm 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 dởm đâu. Đâu rồi? Nè, có nó bằng đồ nè. Nhìn ớn ăn không? Thép Adamantine hả? Nghe giống như cái bộ khung xương với lại cái bộ vuốt của Wolverine đó các bạn. Adamantium. Nè, mày nó khoét cho lỗ nè, sung lắm. Ừ. Tao bóp sức mạnh cho nó rồi đó. Nó khoét cho một lỗ lủng lủng bụng luôn. Thằng này hả? Thằng này thì bổ sung cho nó thêm một số thứ vũ khí gì đó, cho nó vũ khí ha các bạn. Mình có thể add trial nè các bạn. Đây là những cái trial, là giống như là những cái mà thuộc tính của lính á, tính của người của mấy anh lính này nè. Khó đọc đọc. Đây là một con tàu nè, cơ hội sẽ đánh tới khi chết nè. Đó, mấy cái try này khủng khiếp lắm anh em. Nó giống như những cái thuộc tính mà nó có sẵn thôi. Này bất tử nè, không chết thì tuổi tác. Đó, thằng này thì trái tim lửa nè. Thằng này hình như đánh ra lửa hay sao á, rồi nó có cái kháng lửa nữa, chơi với lửa như bị cháy da. Nghe thì những bọn trẻ sẽ mãi mệt mỏi. Rồi. Quay.
Ủa nhưng mà xài sao ta? Astral. Mình nhớ là Astral thì nó sẽ... À mình phải lưu các bạn. Cho nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi. Như là nó sẽ khổng lồ hóa cái đám này lên. Ủa nhưng mà sao xài xài không được ta? Astral. Astral là khổng lồ nè. Phải zoom ra. Quy này như nó to lắm anh em ơi. Rồi cho cái đám F này nó bự bự ra chút anh em. Rồi đây là kết quả nè các bạn. Ui ơi nó bự. Các bạn so với một thằng lính bên này nè. Các bạn nhìn tương quan nè. Oh shit. To khủng khiếp. Mấy cái nhà này sao ở. Ồ, ở đây có cảng rồi nè. Mấy này nhiều thằng nó chết vì tuổi già các bạn. Ồ, con này không có vua. Từ từ, để coi thằng vua này coi. Con này cũng cũng ghê gớm lắm á. Vua này 59 tuổi rồi. Thời gian nữa là anh sẽ lên đường thôi. Edit item. Mình có thể cho nó một cái trail nào đó cho riêng cái thằng vua này. Mình có thể cho nó bất tử nè. Tí nị. Không, mình sẽ cho nó khổng lồ các bạn. Cho thằng này nó nổi bật lên. Dấu chân sự sống. Đi tới đâu hoa cỏ mọc tới đó. Ừ được. Chân lửa. Đi tới đâu là có lửa tới đó. Rồi. Tàn tật gì đó đấy. Nhiễm. Nó coi cho nó thành xác sống được luôn anh em. Ghê thiệt chứ. Rồi. Coi như là nó mạnh rồi đó, strength nè, sức mạnh nè. Nó to chưa kìa, thế nó giống như thằng vua các bạn. Thằng vua này bản chất của nó là bất tử này, như này ở đâu rồi nè, nó nè, rất là dễ thấy các bạn. Ồ nhìn trail của nó nè các bạn, ái trưởng thiệt chứ. Item thì mình có thể remove, mình có thể chọn armor nè. Này item cuối rồi, nhưng mà nó không có kiểu như là item legendary giống như vũ khí ha. Mình có thể đổi sang cung cũng được. Này nó có mấy cái que nè, nó có que gỗ nữa mà thôi, không quan tâm lắm đâu. Vũ khí tà ác. Thằng này thì nó có kiếm của sự bất hạnh, kiếm vàng các bạn, cung sắt, cung thép, adamantium dữ, tống điện dữ dữ dữ. Thằng này mình cho nó xài cung cung ngon hết đi, không biết nó bắn sao nữa. Cho thế giới chạy đi các bạn. Thôi cái thằng người lùn này nó hăng, nó xài máu quá rồi. Trời ơi, các bạn biết cái cây kiếm này nó mạnh lắm. Cái thằng nào kiểu như là một mình nó có thể chặt hết cả một đội quân luôn á. Chọc chó không à? Anh niên khoái chọc chó lắm. Ừ cho mày chết luôn đi. Và đây mình sẽ không có chờ lâu nữa các bạn. Sau khi mà nó đã xây phần lớn những căn nhà như vậy rồi đó, mình có thể nâng cấp nhà các bạn. Mình không biết là để lâu á, nó có nâng cấp lên nữa hay không, nhưng mà mình có thể tự tay mình nâng cấp thông qua mod các bạn. Hoài. Ừ, đúng rồi. Đúng lắm, thằng này có khổng lồ mà các bạn, có khổng lồ hóa mà. Mấy thằng F nè, có khổng lồ hóa mà. Ừ, phá đi, bắn đi. Nó xuống nó thông cho chết. Thằng vô này nó già lắm rồi, 73 tuổi nhưng mà mình cho nó không bao giờ chết rồi các bạn.
Nó sẽ sống mãi mãi. Sống mãi mãi để trị vì Trung Quốc. Đó là cái giấc, các bạn biết đó là giấc, cái giấc mơ, giấc mơ to lớn nhất của Tần Thủy Hoàng á. Mà nhờ ổng uống ba cái thuốc trường sinh bất tử của ổng mà ổng mới đứt sớm. Chẳng ai hại không hết. Ui. Ui các bạn thấy cái cảng không? Các bạn thấy cảng không? Nó kiểu như cảng cảng hiện đại luôn á. Upmót cho nó mà. Những cái cảng này kiểu như là nó lên cảng hiện đại hết rồi. Đây, một cái nhà hiện đại rồi nè anh em. Vậy là nó sẽ tự làm nhà hiện đại các bạn. Ừ, chọc đi, chọc tao đi. Con này khổng lồ. Mình muốn muốn cho cái thằng ọt này nó mà khỏe khỏe một tí. Cho nó item đi các bạn. Mình muốn cho cái thằng ọt này nó cho nó kiếm kiếm bất hạnh đi, thường thôi các bạn. Quên quên sale quên sale quên. Phải sale phải sale. Cho lính của nó, cho mấy thằng thôi, ít ít thôi, vừa thôi các bạn. Trời ơi, vừa của tôi. Rồi. Thằng này nó đã có sức tự vệ rồi đó. Thằng ép này được bự thôi, được cái bự con thôi chứ không có gì. Mà sau sau này thì nó sẽ về lại cái kích thước của nó, chứ nó không 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 có bự mãi đâu. Kiểu như là cái đám này chết đi rồi thì nó sinh ra những cái đám sau, đâu có được khổng lồ hóa đâu các bạn. Nó đâu có khổng lồ hóa đâu, kiểu như nó chỉ có một hai thằng vậy thôi, một hai thằng tượng trưng thôi. Rồi đứng đây là làm ăn gì xong rồi đó, bị lên bị mang ọt gõ rồi, dân chúng nó chiếm hết rồi đó. Mình dạo vòng coi có thằng nào có công trình hiện đại chưa, mà mình thấy có rồi nè các bạn. Mình thấy có những cái cảng hiện đại nè. Rồi tộc người đang lấn xuống á. Cái thằng vua rồi, vua to con lắm. Này mày chuyển qua mày cút đất à, để cho mày kiếm cái sự kinh hoàng cái mày chuyển qua mày cút đất luôn rồi. 92 tuổi các bạn, thằng này sẽ ta sống tới 1 tỷ tuổi. Sao sao đánh nhau hả, đánh nhau không? Mà quân đội đoàn F này hồi nãy mình thấy quân đông lắm, cái nó hồ qua nó đánh nhau cái chết mẹ nó hết rồi, nghiệp thiệt. Đấy đấy đấy, vua thằng này thằng tướng nè các bạn. Đây nó có giày xịn rồi. Ôi nghe thanh niên dối trá, thanh niên dối trá, mình cho nó cái mo 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 bự đi, cho cái mo bự với cái mo khỏe đi ha. Này kháng nè, nó nói chung là nó kháng rất là khủng khiếp. Thôi đừng cho lừa dối các bạn, tự nhiên lừa dối cho thật thà đi đúng mạnh. Với lại rất to các bạn, này vô đúng không, biết ngay chín mấy tuổi nè. Mình có thể đổi tên cho nó vua, để tên cho nó là vua đi các bạn, cho mình biết nó là thằng nào. Rồi thằng này là thằng tướng nè các bạn, nó có cái khiên là tướng á. Còn thằng này á, thằng này là nó cũng có đồ xịn nè. Mình không biết nó có cái gì đó. Mấy mấy cái này là nó cho mình, mấy cái mob này nó cho mình can thiệp vô tất cả những cái thuộc tính của nó luôn anh em. Đây giống như là đồ đạc nè. Thằng này sẽ cung được không ta? Cung à. Cung được. Zoom ra mới xài được. Mẹ quên sale à, thôi kệ mẹ đi. Thằng tướng đó khỏi, khỏi để ý tới nó. Ôi 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 ôi. Gì á gì á gì á. Hết đù má mấy thằng ép này nó hùa nhau đi đánh người ta, cuối cùng chết trước luôn rồi. Thôi
Trời ơi, nó cầm cái kiếm này đi thông người ta mà ai mà chịu cho nổi. Chết tôi thiệt. Trời ơi. Rồi, nè, cản nè các bạn. Kiểu như là nhìn giống như là mấy cái pixel thôi, nhưng mà mình có thể thấy đây là kiểu như cần cẩu nè. 1 phút 30 giây anh em. Không còn. Trên đây thì vương quốc lớn thôi, nhưng mà tiềm lực thì không bằng dưới đâu. Má ơi, nó chiếm kìa. Cũng nhanh. Chưa về đây nó thành lập cái vương quốc khác luôn. Ghê thiệt chứ. Thằng này thì là vương quốc Loradi. Mình có thể xem cái thằng Loradi này là cái thằng nào được. Ủa, nó có khổng lồ nè. Ê, đừng nói này ép nha. To ra đi đúng không? À, mình nhớ là mình coi, có thể coi cái thì bình thường ép thì sẽ xài cung thôi. À, đừng nói ra đây à, mấy anh họ có các bạn, họ có lên đánh, nó đánh tộc người nè. Hết lính rồi. Chỗ này thì cho nó ôn hòa đi. Kéo giờ đi. Kéo giờ đi mấy thằng ngu. Quá đánh nhau. À, F nó gầy dựng lên liền. Đâu dễ chết. Ủa nó mạnh mà. Rồi, cái đám này nó có nhà cao cấp chưa ta? Nó có cái cảng cảng xịn này nè. Nhưng mà mình nghĩ là để có được cái nhà mà cao cấp nó lâu lắm các bạn. Đây có một cái rồi nè, nhưng mà kiểu như nhà thường thôi. Đây. Thôi mình nói luôn, đây là cái mà có thể update công trình nè các bạn. Đây là cái để update công trình. Bây giờ mình sẽ làm thử một căn nha. Mình làm một căn ngoài này nha các bạn. Đấy. Các bạn thấy không? Từ căn nhỏ nè. Đấy, lên căn bự nè. Từ căn này ấy lên, nó lên căn xịn hơn tí này, bấm vào cái này ấy nó lên thêm càng nữa nè. Dù nào chết vậy, tụi mình đừng đánh nhau nữa nha, nó đang nâng cấp nhà đó. Kiểu như đây là một cái công trường xây dựng đó các hết chưa, rồi full rồi đó các bạn. Đây là một cái nhà xịn, nó kiểu như là nó giống giống như cái nhà này, nhưng mà mình không biết là đây nó có, nó kiểu như nó có biển quảng cáo luôn nè anh em, có biển quảng cáo luôn nè. Ở đây giống như mỏ, hình như đây là mỏ, cái mỏ. Ok. Được á. Bây giờ mình sẽ cho kiểu như là mình cho mấy cái vương quốc hòa bình nó đi, trong trong khi mình làm mấy công chuyện này. Để cho tụi nó ôn hòa với nhau hết nha. Rồi. Mình sẽ nâng cấp nhà lên và sẽ cho tụi nó quýnh lộn các bạn. Đâu vậy? Đây. Để cho nó bự luôn. Đây. Nhức nách. Nhức nách. Ồ đừng nó. Mình không biết là mấy cái con ọt này á, khi mà mình cho nó nâng cấp nhà, mình sẽ cho một cái chỗ nào đó để cho mấy người lùn các bạn. Mình muốn biết là mấy người lùn nhà của nó sẽ như thế nào. Tạo cho nó một cái đường. Rồi, cho nó đất rừng nữa các bạn, để cho nó có cái để nó trồng. Và mình sẽ cho cây xuống ha. Vật thực vật mầm cỏ. Mấy này mấy nào
Mấy chú này là mấy chú nào nữa? Ox. Rồi mình tạo mầm cỏ ra cái này, cái đám này xuất hiện à. Lao vậy. Mình phải lý hết đi. Mới tạo ra rồi nó đã hình thành một cái vương quốc ổn ổn rồi các bạn. Ui ê ê ê ê ê đây sao rồi, đánh nhau à? Mình đang nâng cấp nhà xịn xịn lên cho tụi nó mà tụi... ui mấy con ọt này ghê trời, mấy thằng S này dân số của nó cũng đang ổn định lên nè. Cái đám này là hồi nãy nó chuyển qua đây nè, tụi nó còn trên tàu các bạn, cái nó về đây cái nó xây lại nè, các bạn thấy lạ không? Nhà mấy F này cũng khủng khiếp á, chỉ đơn giản đâu, cấp nhà cho nó nè. Ôi 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 lên lên lên, ui ghê thế. Ta có thể nâng cấp nhà trở thành toàn bộ là cao ốc, mấy cái nhà kia chưa xây lên cho nên chưa có, ui nó lên cao ốc hết rồi nè. Ui kiểu như mấy hình vẽ thấy nó giả trân dễ sợ luôn. Mà cái này mình làm từ từ thôi các bạn, mình làm nhỏ nhỏ từ từ thôi, từng dùng thôi. Bây giờ cái nhà này đi, cái nhà này là thiên văn đúng không? Đã lên rồi đó, lên hết mức rồi đó. Ồ sao nó có một loại ha, nó có một kiểu nhân loại. Nhà mang ọt này hàng máu quá các bạn. Đã trôi thì ồ, nó có kiếm á, nó có mấy cái kiếm xịn á. Để mình tặng cho thằng này cái kiếm, cái kiếm ngon ngon á. Đây, cho mày kiếm xịn luôn. Đáp này cho mày giáp xịn luôn. Mày có đồ xịn chưa? Cho mày mod xịn luôn. Cho mày trail xịn luôn nha. Cho mày trail trail khỏe mạnh nè. Trail nhanh nhẹn đâu rồi? Có cái trail nhanh nhẹn. Ai trail nhanh nhẹn. Mắt đại bàng khỏi cần thị luôn rồi. Ok cho mày bự lên luôn nè. Rồi ban phước à, ok cho mày điên cuồng luôn. Ô, vô à, hình như gặp mấy kia nó chặt chết luôn các bạn. Sự sự say máu của anh ấy cũng không có không có ý nghĩa nhiều cho lắm. Để đi để đi, tụi nó cứ xả xả nhau vậy không có gì đâu, nó sẽ tranh giành nhau khúc này nhưng mà lực lượng nó cân bằng mà nó không muốn đánh á. Rồi thấy không, không ổn rồi đó, nó kéo vô đó. Nó thấy kéo vô sợ tới chuyện. Quay các bạn có thể thấy kiểu như là mấy con ọt này nè, mấy con ọt này nhà của nó nhìn kiểu như là tinh vi lắm các bạn. À, nhìn, nhìn mấy nhà nó vip lắm nha. Đâu để mình thử nâng nâng cấp rộng rộng lên coi, làm từng căn nó lâu quá. Rồi nó ra như cái lồng kính nè. Hết bớt rồi ha. À, nó kiểu như nó làm những cái thành phố mà ở trong cái
Các bạn có thể thấy nó chuyển từ từ ha. Cái thành phố là nó cho vô trong trong là nó ập lòng hết các bạn. Nè. Còn mấy thằng lùn sao đây? Để coi coi mình cho nó lên nhà nó maximum coi. Vậy hết rồi hả? Thằng lùn này sao tụi bay người lùn thì nhà cửa thì cũng cũng vậy à. Nó không cỡ kiểu như là hiện đại như nhà của người với là F các bạn. Đây nhà của F nè. Để coi coi nhà của người sao nha. Thấy nhà của thằng người này mình thấy nó ok hơn á. Để mình tắt cái hiện Vương quốc rồi. Nhà của người thấy nó đa dạng các bạn, kiểu như là nó hình thành nhiều cái loại hơn ha. Mình có thể thấy nhà nó hình thành nhiều nhiều cái loại hơn. Nhà của thằng ọt này kiểu mình có thể hạ cấp xuống các bạn, mình có thể hạ cấp nhà xuống nữa, có thể hạ cấp nhà xuống cho nó về những cái nhà thông thường kiểu vậy. Nó về những cái nhà vừa vừa tầm, không có kiểu như hiện đại quá, vẫn có thể nâng cấp lại vậy. Mà giờ lên nhà cỡ này mà tụi nó còn trồng lúa nữa thì mấy thằng lùn thì vẫn vậy à, nhà của nó vẫn vậy à. Không có gì đổi khác. Rồi bây giờ slow water thay đổi đổi nước nữa. Ok cứ vậy thôi. Cho nó kết nối nhau các bạn. Nó có ra không? Nó có lấn lại xây không? Okay, lấn ra luôn kìa. Mấy người nó hiền quá ha. Mấy này thợ mỏ thôi. Không không hiểu ở đâu. Ôi, các bạn có thể thấy hai cái vùng này nó lấn vô nhau từ từ nữa các bạn. Vùng này là cái vùng savan nè, nó kiểu như là savan, nó kiểu như là những cái đồng nó xong rồi sẽ tới sa mạc á, nó là cái vùng thực vật cuối cùng rồi sẽ tới sa mạc á, kiểu như vậy. Tại sao mấy thằng người nó không xây ra tiếp ha? Ok, kiểu như kiểu hoành tráng lắm các bạn, kiểu giống như NASA vậy đó. Chết ngắt. Thằng đúng là yếu đuối. Sao người không không xây tiếp ở đây ha, chứng tỏ là mấy cái thằng F này tham lam vô độ. Ôi thấy có gì đó nó sẽ sai các bạn. Cái dân số hơi tụt tụt nha. Rồi không có gì đâu. Oh, nhìn kìa. Từ từ. Tụi mày sẽ có cung. Mày sẽ có hàng. Để chơi mấy thằng ọt. Có cung này mới xịn nè anh em. Nó xài cung xịn. Ôi, trang bị cung xịn. Trang bị cho nó cung xịn và giáp xịn. Mithri. Mithri là cái nghe cái loại kim loại rất là quen lắm. Đây thép, sắt, bạc, đồng, thiết này. Mày bạc mà đem ra làm áo giáp mà là nó không có cứng ngắc chắc gì đâu, bạc này. Ôi. Ôi. Nghe thằng này. Nó kiểu như là binh đòn này. Siêu mạnh đấy.
siêu mạnh khủng khiếp. Mấy người này kiểu như là nó đang rong chơi với những cái thằng S này hay sao ha. Vũ khí thì kiểu như mình thấy nó không có truyền lại nha. Kiểu như là thằng này nó sẽ truyền lại cho thằng kia, nhưng mà ở đây thì không không có. Ui nó quả đánh rồi, quả đánh rồi, quả đánh rồi, quả đánh rồi. Nè. Mày tại sao mà lại qua đánh đánh nhau? Mình người với F mình nhớ là nó kiểu như là ôn hòa lắm. Mình nhớ là người phải ép ôn hòa lắm. Phải đánh đánh nhau cháy hết rồi. Thôi nâng cấp đi. Mang ép này nó ở nhà hiện đại thì chứ. Ở trong có kiểu như là lò lửa luôn. Có những cái nhà ui gì ở móng ếch hả? Ở đồ. Ở móng ếch giống game này luôn. Phải chưởng nha. Có cần phải vậy không? Đắp hết mấy cái tòa xung quanh luôn. Nhưng mà nó chia hai rồi các bạn, nó chia hai vương quốc rồi. Hàng này như không ưa nhau đâu ha. Gặp nhau là tôi bay choảng nhau à, ai chơi. À, mà có cái lũm cỏ, cái lũm ở giữa gì vậy? Ê, sập nè. Đánh sập nhà. Ghê gớm thiệt. À, cửa thôi các bạn. Tụi bay muốn đánh nhau thì tôi để tụi bay đánh. À, ọt này thì cũng vẫn là. Mình thấy mình nâng cấp lên, mình nhìn thì nhà nhà của nó thì nó thay đổi vậy thôi. Còn thật sự ra về bản chất á, thì nhà vẫn là nhà, lính vẫn là lính. Cũng không có con nào mạnh hơn, cũng không có con nào yếu hơn. Này nó ra coi. Không hiểu được. Bắn nhau đi. Giờ là loạn xà ngầu hết rồi. Mang ọt ra đây chiếm đảo. Vậy là ở trong cái mod này á, mấy thằng người lùn này không được ưu ái lắm hay sao á? Có thù gì với mấy người lùn á? Để mình cho tụi nó có một cái gì đó. Cái gì đó. Cho nó chơi cung luôn các bạn. Cho nó chơi cung luôn. Tab nè. Cái tộc người này mạnh. Ơi. Cái F này mình cũng trang bị cho nó cung xịn mà. Rồi, tụi bay muốn đánh nhau đúng không? Ok. Nó hùa nhau quá, đập nhau rồi các bạn. Cho nó đánh nhau nè. Để mối quan hệ các bạn ha. Hai ai này màu đỏ không? Thằng này màu trắng trung lập nè. Tắt đi. Ai này chơi cung hết các bạn. Mình cho nó hệ hệ cung hết. Họ buồn buồn đủ lính à. Đủ lính hùa qua là nó. Đó, 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 đó. Ủa, không đánh nhau à, xuống xuống kiếm chuyện với mấy ọt à. Mình cho nó chơi cung xịn mà. Cung Adamantium hả?
Một mớ xài cung, mớ xài kiếm. Tụi nó không qua đập nhau ta. Mình cho nó gây chiến rồi đó. Không có nhiều thằng chịu nổi đâu. Thích chơi với lửa. Ghê. Nó nhìn cái thằng ọt này nó kiểu như là nó yên đời lắm nha anh em. Nó không có như là bố bố không không đụng tới tụi bay thì tụi bay đừng đụng tới bố bay á. Thằng ọt này tí trời gì mày lên dân số ghê vậy. À mà thằng ọt thì cứ ở yên đó đi, tí tới một chuyện với mình nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mình để cho nó có cái lãnh thổ lớn quá hay sao ta. Tự để mình mở cái border lên rồi. Ra đây. Chưa muốn đánh nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt đi, nhìn nó tối lắm. Má ơi, cái thằng F này nó lấy kiếm rồi. Lấy kiếm rồi anh em ơi. Bắt đầu chưa? Hình như là bắt đầu rồi đó các bạn. Không mà F này có nhiều thằng mạnh lắm. Trong đây là mấy kiểu mấy bản quảng cáo các bạn. Nói thiệt á, nếu mà mình không có can thiệp là mình ngồi coi nó quýnh lộn tới mai luôn á. Nhưng mà ở tập này á thì chủ yếu á, là mình giới thiệu cho các bạn một cái mob. Cái mob cho nó xây dựng lên một cái tầm công trình mới. Giống như vậy. Cái mob nó nằm đây nè các bạn. Và như cái lời mình đã hứa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài mob từ A tới Z luôn. Để hướng dẫn cho các bạn cài mod từ A tới Z tới có thể mình sẽ ra sau cái clip này 1 2 ngày. Nó chỉ kiểu như là nó chỉ tạo hình như vậy thôi các bạn, còn về bản chất á thì nó vẫn vậy à. Nó cũng không có lính thì nó cũng không có hiện đại hơn, cũng không có những cái phát triển công nghệ gì nhiều hơn hết đó. Nó chỉ là những cái hình ảnh thôi. Đây là mob mà các bạn, chứ nó không có can thiệp trực tiếp vô cái bản chất của game. Giống như là cái mob mà mình cái mob power box này nè. Cái mob power box này nè các bạn. Cái mob power box này nè. Đó là mình là nó can thiệp vô bản chất vô những cái thuộc tính của lính luôn. Của lính với thuộc tính của từng vương quốc luôn các bạn. Nó đi cái mod nó đi sâu hơn. Còn cái mod này thì chỉ cho đẹp thôi anh em. Đó thì nói chung nó nhìn chung thì cái mod này á làm cho game mình lạ hơn. Cái mod nhà hiện đại nè làm cho game mình lạ hơn thôi. Chứ bản chất nó cũng vậy, không có gì. Rồi, thì đối với từng thằng á, đối với từng từng tộc á thì thằng này á, nó nghiêng về cái công nghệ nè. Thằng này thì kiểu như nghiêng về cuộc sống xanh á, cuộc sống của healthy á, kiểu kiểu vậy. Họ ép rồi các bạn, nhưng mà ở đây cũng có những cái bản quảng cáo nè. Mình nãy mình có thấy ở mỏng ếch đâu nữa nè, ở đây nè,
đây nè đó. Với cái thằng này á thì mình nghĩ nó khủng khiếp lắm anh em. Nó mà nâng cấp full lên nó là nhà thì nó sẽ được xây dựng ở trong những cái lồng, ở trong những cái lồng. Rồi cho mình làm cho các bạn xem, được xây trong những cái lồng như thế này. Nó sẽ xây ở trong những cái chuồng, không phải cái chuồng mà là kiểu như là những cái lồng kính á, những cái lồng kính hiện đại hơn các bạn. Và các bạn thấy dưới đây là những cái tấm pin năng lượng nè, cản cũng 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 khủng khiếp hơn nè ha. Mỗi thằng thì có mỗi cản khác nhau. Đây cản nè, thằng người thì cản nó đâu rồi, người thì hồi đó cản nằm đây rồi, mình xây mẹ nó xây bít bạn hết rồi, cãi đi sao đâu đó. Thì tập hôm nay chỉ có thế thôi anh em, cơ bản thì mình hôm nay mình giới thiệu cho các bạn mob thôi, còn về gameplay thì cũng không có gì để nói hết. Đánh nhau cái kiểu từng tộc, và mình vẫn luôn không có đề cao cái thằng người lùn cho lắm, quá là sơ sài, quá là yếu, không có gì nổi bật hết. Theo mình thì ọt là mạnh nhất đó các bạn, ọt là mạnh nhất. Rồi hôm nay tới đây thôi anh em, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha, và hẹn với các bạn trong tập tiếp theo.